nửa đời trôi thật mau sương gió bao dặm trường ta được dây hay mất một hạnh phúc gian đơn tương chân trong tầm vơi mà sao bao trai ngang. mở lòng quên hận đau thôi bao vùi chân xa dần hơn ân oán đời là con tạm thôi để lòng thanh thản nhẹ dâu nụ cười trên Dạ em xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với video mới nhất của em trong ngày hôm nay thì cũng có một số thông tin có liên quan đến sư thầy Minh Tuệ để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Lời nói đầu tiên thì xin kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thân tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe. Thưa quý ông bà và anh chị em, theo như cái thông tin mà mới nhất liên quan đến sư Minh Tuệ thì buổi sáng ngày hôm nay có cái thông tin chia sẻ là anh trai của sư thầy Minh Tuệ tức là anh Tấn á có đi giao cà phê xuống nha trang và cũng đã gặp sư minh tuệ và theo như anh trai anh chia sẻ thì sư thầy minh tuệ đang rất là khỏe rất là ổn định và mọi người ở đó cũng khoan hỷ cúng dường cho sư minh tuệ à, đây là hình ảnh của anh Tuấn anh trai của sư minh tuệ mà mọi người hay gọi là sư bá thì à, mời quý ông bà và anh chị em nghe cái thông tin từ anh Tuấn anh chia sẻ về sư thầy minh tuệ <laughs> thầy khỏe đẹp trai luôn thầy khỏe hả ừ. nay thời tiết à, ở dưới đó là thầy khỏe khỏe mà đi khất thực được nó 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 đúng hay nhất. dạ đúng rồi trên mình đặt bạc tại chỗ dạ. À, theo như anh trai của sư Minh Tuệ chia sẻ thì xài uh, thầy vẫn khỏe, vẫn đẹp trai và hiện nay thì uh, sư vẫn đi khất thực bình thường đúng cái hạnh của sư. Chứ còn mà uh, nếu như chúng ta chuẩn bị thức ăn mà tới cúng giường cho sư minh tuệ thì chắc chắn là sư không có nhận và uh, có nhận thì cũng không có đúng hành cho nên là sư không có nhận nên là sư phải tự sư đi khắc thực và sư cũng đã từng nói là cho dù sư có chứng đắc hay là không có chứng đắc gì thì sư vẫn đi bộ hành đi khắc thực và tu con đường khổ hạnh đầu đà cho đến hết trọn đời đó, thì đó cũng là cái tâm nguyện của sư Minh Tuệ thì em cũng mong muốn chia sẻ đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Còn đây là một hình ảnh cũng đẹp mà em cũng mong muốn chia sẻ truyền tải đến tất cả quý ông bà và anh chị em để chúng ta biết ý thức như thế nào chúng ta cúng dường cho tốt để không khỏi gây cản trở cho sư Minh Tuệ. Thì đây là vị sư gọi là sư Phước Đông đang bộ hành khắc thực bên nước Lào và nước của bạn thì chúng ta thấy rằng đối với quý Phật tử cúng dường rất là trang nghiêm và quỳ xuống và cúng dường cho sư không có chạm hoặc là không có mà đứng sát hoặc là chụp hình này kia đối với chúng ta thấy rằng cái việc mà cúng dường ở các nước bạn thì họ rất là coi cái việc mà cúng dường này là cái việc rất là thiêng liêng cho nên là khi mà gặp những vị sư Họ quỳ xuống đánh lễ và cúng dường Xong đó rồi là người ta chắp tay Cùng niệm Phật và nhìn theo bước chân của những vị sư Đi bộ hành khắc thực tiếp những nhà khác Và vừa đi khắc thực vừa đi giao duyên thì em cũng mong muốn rằng cái hình ảnh này xuất hiện ở Việt Nam Bà con Phật tử ở Việt Nam Khi mà có sự đi xuất hiện của sư Minh Tuệ đi khắc thực lại á. Thì quý ông bà và anh chị em cũng nên giữ gìn cái văn hóa như thế này thì nó đẹp hơn. Và chắc chắn rằng trong những ngày sắp tới thì sư Minh Đạo cũng sẽ đi bộ hành khắc thực theo cái hạnh nguyện đầu đà. Giống như là sư Minh Tuệ thì bà con Phật tử nếu như mà chúng ta có duyên cúng dường cho sư thì cũng nên là cúng dường một cách rất là gọn gàng đừng có chạy theo và cũng không có mà chạy theo để đánh lẽ và chạm vào người của sư. Bởi vì chúng ta làm như vậy thì chúng ta gọi là một cái gọi là mê tín cực đoan, nó không có phước báo và cũng cũng không có đem lại sức khỏe cho chúng ta. À, cho nên là đó cũng là cách chúng ta làm như vậy chúng ta vô tình đã phá đi cái hạnh của các sư. À, cho nên là em cũng chia sẻ cái thông tin này đến tất cả quý ông bà và anh chị em, đó cũng là một cái thông điệp nếu như mà quý ông bà và anh chị em chia sẻ cái thông điệp này của em đến tất cả quý bà con phật tử khi mà cái video này được chia sẻ thì hình ảnh này được uh, lan truyền ra và mọi người có thể biết và ý thức được à, như có như vậy thì chúng ta sẽ sớm gặp lại hình ảnh của sư minh tuệ và chắc chắn lúc đó sẽ đẹp hơn lúc đó là đối với sư minh tuệ đi khắc thực sẽ có đi bên cạnh là sư minh đạo một vị sư hiện nay cũng đã được tất cả quý phật tử yêu mến và một số vị sư nữa cũng đang tu tập theo cái hạnh đầu đà thì đây cũng là một trong những cái pháp tu khổ hạnh để đưa đến con đường giác ngộ chứ không phải ở trong những ngôi chùa cao to rồi hô hào kêu cúng dường này kia là mới có thể đi đến sự giác ngộ thì đó là hoàn toàn trái ngược thì em cũng mong muốn chia sẻ như vậy và tiếp đến là về cái thông tin của ông thầy thích Trân quang đã lên tiếng phỉ bán đối với sư minh tuệ cho rằng là sư minh tuệ là một người ba trận thì bây giờ ngày hôm nay mới chính thức là biết được rõ ai là ba trận với một người ba trận chưa học hết lớp 8 mà có thể nhảy cốc lên có cái bàn tiến sĩ đã khiến cho à, xã hội dư luận dạy sống và chấn động à, từ trước cho đến nay chưa bao giờ thấy rằng cái sự suy thoái về à, trong cái nền giáo dục và cái việc mà chạy bằng mua bằng thì nó xảy ra rất là nhiều trước đây thì có trường đại học đông đô và tiếp tục bây giờ nếu như mà lò ra như vậy nữa thì không biết trường đại học lực hà nội sẽ như thế nào và nếu như là cái bằng luật ở trường đại học lực hà nội á, mà chính quy thì chắc chắn rằng không có cái con sông nào để cho trường đại học lực hà nội mà rửa cho sạch sẽ cái vết nhơ này thưa quý vị và các bạn đối với ông thích trân quang như quý vị và các bạn đã biết thì à, vừa qua thì cũng có xuất hiện một số đoạn video clip đã chia sẻ rằng đối với ông thích trân quang à, khi mà đi à, có cái bằng tiến sĩ rồi thì à, có tổ chức ra một cái buổi tri ân và trong đó thì bà phó hiệu trưởng trường đại học luật hà nội à, đã lên Bắt đầu là 8 tháng ông Thích Trang Quang với những lời có cánh và tăng bốc lên đến tặng mây xanh. Và em nhớ nhất là cái câu là bà ta bà nói là à, sư thầy à, ông Thích Trang Quang này gọi là sư phụ á. Là cái gì cũng nhất hết. Rất là giỏi nhất rồi cao tuổi nhất rồi cái gì cũng nhất hết. Và bây giờ à, thêm một vài thứ nữa đó là bây giờ này là ông Thích Trang Quang gọi là thêm một cái nhất nữa đó là nhất mình. Và cái sự nhất mình này thì không phải chỉ có mỗi ông Thích Trân Quang không Mà cả nguyên luôn cái trường đại học luật Hà Nội sẽ nhất mình với ông Thích Trân Quang này Mà đặc biệt nhất mình hơn nữa là quý vị biết ai không Đó là giáo sư Hoàng Chi Bảo Người cũng đã từng lên tiếng tăng bốc đối với ông Thích Trân Quang lên đến tặng Mai Xanh Mặc dù hiện nay thì có một số thông tin chia sẻ là ông giáo sư Hoàng Chi Bảo đã quay xe rồi đã lên tiếng là không có quan hệ gì với ông Thích Trân Quang hết. Nhưng mà em thấy cũng rất là lạ. Đối với một giáo sư tiến sĩ mà không có đọc cái luận án luận văn của ông Thích Trân Quang, à, tức là ông Bưu Thức Việt đó, mà lại có một cái buổi tri ân là lên tiếng tán tháng rồi ví ông này giống như là bác à, nào là nhà văn nào nhà kịch nào là à, soạn những cái cuốn sách Quốc truyện mà trong khi đó bây giờ mới lòi ra là ông Thích chân Quang này à, chưa có cái bằng à, bổ túc cấp 3. Cái bằng bổ túc cấp 3 là giả. Theo như là cái sự thông báo của trường à, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng ở trong cái sổ thi năm 1998 thì không có tên ông Vương Tướng Việt và như vậy thì chắc chắn là nếu không có tên thì mà có cái bằng thì chắc chắn là cái bằng giả, à, cái bằng này là bằng giả và ông ta đã dùng cái bằng giả này để mà học nhảy cốc lên đại học, rồi học nhảy cốc lên thạc sĩ, rồi học nhảy cốc lên bằng tiến sĩ và nghe cái thông tin phong quanh là ông này lại chuẩn bị đang tiếp tục trúng tuyển vào à, à, để thi một cái bằng tiến sĩ Phật học nữa ghê gốm đã, bây giờ là nhất mình luôn Và cái trường bà uh, Chuẩn bị bây giờ học uh, Để mà cho ông ta học Để lấy cái bàn gọi là uh, Tiến sĩ Phật học Chắc chắn cũng sẽ là quay xe uh, Ném cái hồ sơ của ông vào sọt rác rồi uh, Chứ không thể nào mà chấp nhận được Đúng không quý ông bà và anh chị em Và như vậy Đối với những người lên phỉ bán Sư Minh Tuệ cho rằng là uh, Sư Minh Tuệ là cái thằng ba trợn mang vải rách ôm cái lỗi nồi cơm điện đi à, là thằng ba trợn thì bây giờ mới lội ra chính cái nồi cơm đó chính cái miếng vải đó mới làm cho ông thích chân quan này thêm một cái nhất nữa đó là nhất mình và chắc chắn rằng à, cái lỗi nồi cơm điện của sư minh tuệ bữa nay đổi qua thành là cái nồi inox nó chói nó sáng nó làm cho ông thích chân quan này đứt bóng luôn à, sắp tới đây thì chắc chắn à, dĩ nhiên theo như cái thông báo mới đây nhất mà em cập nhật được thì đối với ông Thích Trân Quang này đã chắc chắn là sẽ thu lại tất cả bằng cấp của ông ta và chắc chắn sẽ à, bị phạt từ cái mức tiền từ 3 đến 40 triệu đồng. Nhưng mà cái số tiền này thì đối với ông Thích Trân Quang thì nó chỉ là chuyện tầm thường. Đất ổng người ta cung dường cho ổng là có rất là nhiều nó là gọi là vô số kẻ cho nên là cái số tiền mà phạt thì nó không có đáng giá bao nhiêu à, Chẳng qua chỉ là gãy ngứa ông thích chân quan thôi nhưng mà cái điều mà việc là ai cấp cái bàn cho ông cái bàn giả đó thì đó mới là cái chuyện to chuyện à. và khi mà khui ra cái bàn cấp 3 à, bổ túc là giả thì à, chắc chắn thì những cái ngôi trường kia cũng sẽ à, tịch thu hết lại tất cả các cái bàn cấp và đối với trường đại học luật hà nội không biết là có biết rằng ông thích Trang quang này là dùng cái bằng giả hay không thì em tin chắc chắn rằng hiện nay họ chỉ gọi là tập trung à, cái điểm mà gọi là xoáy mạnh vào cho rằng là họ không biết là ông thích Trang quang dùng cái bằng cấp 3 là giả à, để mà học lên đại học thì em nghĩ chắc chắn như vậy chỉ có như vậy thì họ mới cứu lại được một cái phần danh dự nào đó thôi mà chắc chắn rằng À, đối với cái việc mà tuyển sinh người ta lựa chọn kỹ càng Và cái hồ sơ này kia cũng rất là kỹ Mà chắc chắn em tin rằng ở trong đó cũng sẽ có cúng dường nhiều lắm à, Cúng dường cho trường đại học luật Hà nội Cho nên ông Thích Trân Quang mới có thể mà rút ngắn cái thời gian Để mà hoàn thành cái luận án của mình Mà cái luận án của ông ta cũng đang bị soi, bị mối, bị chỉ trích rất là nhiều à, Và cái việc nếu như bây giờ mà khui ra được cái bàn bổ túc cấp 3 là giả, vậy là ai cấp và nó có tổ chức hay không? Và nó có liên quan đến nhiều ban ngành hay không? Nếu mà có thì chắc chắn sẽ quy về cái tội hình sự chứ không còn là hành chính nữa. À, như vừa rồi, mới đây ông thầy Thích Tâm Phúc cũng sử dụng bằng cấp giả để mà lừa gạt tiền, chỉ có vài chục triệu thôi. À, hình như đâu là bảy 80 triệu gì đó nhưng mà ông thích tâm phúc là phải nhận cái bức án là 8 năm tù thì à, à, quý ông bà và anh chị em chứ nghĩ đi ông thích Trăn quan này ổng cái bàn tiến sĩ là không nói rồi nhưng mà cái tiền mà chiếm dụng tiền cúng dường rất là nhiều rồi chưa kể là khui ra cái việc mà cúng dường bằng đất đai bằng nhà cửa đó rồi lợi dụng tín ngưỡng à, của tất cả phật tử để mà Trục lợi... Để mà chiếm đoạt tài sản... Thì đó cái tội rất là nặng... Nếu như ông Thích Tâm Phúc... Mà cái tội chỉ xét xử... Là chỉ có 8 năm... Thì chắc chắn ông Thích Trân Quang này mà khui ra hết á... Chắc có thể là đi gấp đôi, gấp ba... Thậm chí là đi mãi mãi luôn... À, theo như em nghĩ là chắc chắn sẽ... Nếu mà, mà khui ra... Thì... Uh, ông Thích Trân Quang này... Có thể là sẽ đi mãi mãi... Tức là trung thân đó quý ông bà và anh chị em... Chứ ông này... Nghe đồn là rất là ghê gớm... Uh, đã nói về cái việc ông đã có à, quyên cả một cái hệ thống chùa chiền từ nam ra bắc có hết của ông ta và chúng thanh niên của ông ta thì có thể lên đến cả trăm nghìn người đó, một cuộc số rất là khủng khiếp và đằng sau của ông ta ý đồ của ông ta như thế nào đó mới gọi là ghê gớm hơn thì chắc chắn sắp tới đây em tin rằng các cơ quan chức năng họ sẽ làm đến cùng chứ không chỉ đơn giản là à, truy tìm cái bằng bổ túc cấp 3 không đâu à, rồi cái việc ông rao giảng nó có xúc phạm nó có liên quan đến cái việc gọi là tuyên truyền mê tín dị đoan lôi kéo tất cả phật tử đi vào con đường tà đạo không đúng với đạo phật làm bại hoại đạo phật thì bây giờ mới biết được là ai là ba trận đối với một kẻ lớp 8 mới là một cái người ba trận chưa học hết lớp 8 ba nếu như không ba trận thì làm sao mà ông ta có thể uh, luồn lách để có được tấm bằng để mà học lên đại học để là học lên uh, tiến sĩ uh, Đúng không quý ông bà và anh chị em trong khi đó chúng ta thấy rằng phải ngưỡng mộ uh, sư thầy Minh Tuệ uh, học đại học đàng hoàng có bằng cấp hãng hôi đàng hoàng xong đó rồi bắt đầu là đi nghĩa vụ quân sự hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong về công tác trong uh, cơ quan của nhà nước trong uh, địa chính đó, và sau đó sư minh tuệ mới vứt bỏ hết tất cả vật chất ở cái cõi tạm bợ này để mà quyết tâm tu uh, tập theo con đường của đức phật một cái phạm ảnh nó vô cùng đẹp đẽ một cái con đường mà sư minh tuệ chọn phải nói là vô cùng khó khăn khó an có thể làm được đó. nhưng mà sư minh tuệ đã đánh đổi sư biết rằng khi mà sư vứt áo bỏ những cái giấy gọi là ở trong giáo hội để mà đi ra để mà lợm những mảnh vải ven đường để mà khâu thành những y áo phán tạo rồi ôm cái lỗ được cơm điện đi để đi khắc thực qua, qua ngày để mà tu tập với càng đầu đà thì đó cũng đã trái ngược so với giáo hội Phật giáo rồi có nghĩa là nó đã đi ngược lại mà thường thường mà cái gì mà đi ngược lại với số đông là sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chắc chắn đối với uh, sư thầy Minh Tuệ cũng đã lường trước được cái việc này và sư Minh Tuệ bất chấp uh, sẽ vượt qua mọi cái thử thách để mà quyết tâm tu tập và uh, theo cái ý nguyện là phải tu thành tránh quả Đấy. cái cái phát nguyện nó nó rất là cao cả và tốt đẹp chứ không giống như là một cái kẻ chưa học hết lớp 8 chưa có bằng bổ tốt mà bằng cách luồn lách mua bằng này kia để cho có cái bằng à, tiến sĩ, ra đi phê với người này, phê với người kia rồi bắt đầu là rao giảng những thứ ma mà mày đưa người ta vào con đường tà đạo. kêu gọi cúng dường. À, nghĩ sao mà kêu người ta phải cúng dường, cúng cái nhà à, cho chùa rồi đi ra ngoài cái cái chòi ở à, Đáng lý ra tại sao cái chùa không cắt một miếng đất nhỏ nhoi để cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Để mà họ có cái nơi nương tựa, nương Thắng Mà phải là buộc thế phải là người Phật tử phải cúng nhà cho chùa. Một cái giáo lý nó trái hoàn toàn với Đức Phật đã dạy. Thì em tin chắc rằng sắp tới đây cơ quan chức năng họ sẽ làm gắt. Họ sẽ môi ra hết tất cả những cái vi phạm của ông Thích Trân Quang này. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái quả báo nó sẽ tới ông ta luôn luôn rao giảng những thứ gọi là quả báo thì bây giờ chính ông ta là bị quả báo và chắc chắn cái lỗi nào cơm điện của sư minh tuệ để đã chiếu thẳng vào con người của ông làm cho ông đứt bóng luôn ông thì đối với cái vị phó hiệu trưởng trường đại học luật hà nội là luôn tăng bóc ông hình như là hầu hết là cái gì nhất là cái bà ta bắt kể hết nhất rồi nhưng mà em thấy là bà ta còn kể thiếu cái bây giờ là cái nhất mình sắp tới đây là sẽ nhất mình nhất mình là không phải một mình ông ta đâu nguyên cả một trường đại học nguyên cả một cái khối rất là đông giáo sư tiến sĩ ở trong cái buổi bảo vệ luận án của ông ta rồi ở trong cái hội trường mà tri ân Đấy, toàn là giáo sư, tiến sĩ không Chắc chắn nhất mình à, Sắp tới đây là nhất mình thôi chứ không 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 chạy đường nào cả à, Nghiệp nó quật thì nó quật tới luôn à, Sẽ quét sạch luôn à, Thì em cũng chia sẻ với quý ông bà và anh chị như vậy Thì chúng ta cũng hãy chờ xem à, Liệu ông Thích chân Quang sẽ bị quật tới đâu Và có qua được cái ải này hay không à, Và mức án bao nhiêu năm tù Theo em nghĩ là chắc đi mãi mãi còn không biết là quý ông bà và anh chị em thì nghĩ như thế nào Thì đừng quên để lại lời bình luận dưới video này cho em biết Còn bây giờ thì em xin kính chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em Có được thanh tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe Và tràn đầy tình yêu thương Cũng như là có tràn đầy năng lượng trong cuộc sống này nếu như có các thông tin gì mới thì em cũng sẽ tiếp tục cập nhật, chia sẻ đến tất cả quý ông bà và anh chị em. Còn bây giờ thì em xin kính chào.